gì vậy? Gì mà sáng sớm la sùm vậy trời? Cái này là cái gì đây? Cái gì là cái gì? Tự nhiên đưa cái quần lót cho tôi, hỏi gì là cái gì trời? Cái quần này tôi mới lấy trong tủ quần ông ra đó. Cái quần này của con nào? Trời ơi, của con nào em mà biết. Tự nhiên lụm đâu ra cái quần lót rồi đổ thừa cái quần lót nằm trong túi quần của tôi. Gì kỳ cục vậy trời? Coi chừng cái quần của bà mà bà không biết đó. Tôi làm gì có màu này? Ông đi làm con mai ngồi kế ông phải không? Ừ. Cái màu này của nó chứ không của ai chứ. Ngày mai tôi vô tôi quậy nó tới bến trong coi. Ê ê, lớn hết rồi nha, đừng có làm chuyện con nít để người ta cười vô mặt nha. Nói trúng tim đen ông sợ phải không? Của nó chứ của ai? Tôi nói không có phải là không có phải, đừng có tào lao. Không phải của nó chứ của con nào? Trời ơi trời, ấy mà biết. Làm chung với con Mai 2 năm trời có cái nảnh mặc quần lót đâu.